thế kỷ 21 sẽ mang lại những gì cho tương lai của thế giới? Xin quý vị hãy chú ý tới bề mặt của trái đất và những khu đô thị sinh thái đẳng cấp đang trở thành xu hướng của tương lai. Tuần Châu Eco Park sẽ mang tới cho quý vị tầm nhìn hoàn hảo và đẳng cấp với những gì mà chúng tôi đã kiến tạo nên. Không chỉ là chuẩn mực cho một không gian sống tự nhiên bền vững và những giá trị vượt thời gian, Tuần Châu Eco Park còn là sự tôn trọng tuyệt đối cảnh quan môi trường, tạo nên sự liên kết chặt chẽ của các hệ thống chức năng phức hợp nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu hưởng thụ cuộc sống. Tuần Châu Eco Park của chúng tôi được xây dựng tại vị trí trung tâm của thủ đô Hà Nội mở rộng và sẽ làm nên diện mạo mới của Hà Nội trong tương lai. Một khu đô thị chức năng với đầy đủ các tiện ích sang trọng như công viên sinh thái, trung tâm thương mại, trường học quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe nghỉ dưỡng, khu dân cư và khu biệt thự cao cấp đang dần được hình thành ở nơi đây. Cách trung tâm thành phố Hà Nội 10 phút xe chạy về phía đông nam, Tuần Châu Eco Park dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch nơi cửa ngõ thủ đô và nối liền trục đường cao tốc cảnh quan Thăng Long, dự kiến sẽ được xây dựng ở phía bắc của khu vực. Hãy đến với Tuần Châu Eco Park, nơi chúng tôi kiến tạo một không gian nghỉ dưỡng sang trọng, đa phong cách, để cảm nhận một không gian hướng nội, kết nối và hòa hợp. Tuần Châu Eco Park được tổ chức hợp nhất thành một tổng thể sinh thái liên hoàn. Những con đường tản bộ yên tĩnh với cây xanh, hồ nước tạo nên khung cảnh tuyệt vời và những giây phút nghỉ dưỡng tận hưởng vô giá. Trước mắt quý vị là không gian mua sắm sang trọng và tinh tế hàng đầu Việt Nam, kinh đô của sự hội tụ các thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới, nơi duy nhất chỉ có thể tìm thấy ở Tuần Châu Eco Park. Chúng tôi cam kết chăm sóc và bảo vệ nguồn năng lượng cho cuộc sống của quý vị vì một xã hội khỏe mạnh, nơi quý vị sẽ cảm nhận được giá trị của sự đặc quyền về dịch vụ y tế. Trung tâm giáo dục quốc tế của chúng tôi xứng đáng là không gian của sự phát triển, nơi thăng hoa của các giá trị trải nghiệm văn hóa và những hoạt động tiếp xúc đa dạng giữa thiên nhiên với con người. Những căn hộ sinh thái được thiết kế theo khuynh hướng kiến trúc cảnh quan, để thế giới tự nhiên hòa quyện với không gian nội thất hiện đại và sang trọng trong ngôi nhà của quý vị. Khu biệt thự cao cấp là biểu tượng cho sự thăng hoa của phong cách kiến trúc và nghệ thuật, sẽ trở thành biểu tượng duy nhất cho cuộc sống hiện đại và văn minh. Tuần Châu Eco Park vinh dự là khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí đầu tiên được chính phủ cho phép đầu tư xây dựng tại Việt Nam, và là một trong những niềm kiêu hãnh của Tuần Châu Group về một không gian sống tự nhiên và đẳng cấp thế giới.